Xin chào, Tuyên có thể giúp các bạn trở thành người cá rất là dễ dàng. Chỉ việc mua đuôi cá của Tuyên tại hãng Lassini là được. Nhưng còn để giúp các bạn trở thành tiên cá thì bạn phải hiểu và làm được 4 điều mà Tuyên nói. Điều thứ nhất là phải bơi thông thạo các kiểu bơi. Điều thứ nhì là phải giữ được hơi thở ổn định. Điều thứ ba là phải từ bỏ hoặc hạn chế tối đa việc ăn thịt động vật. Điều thứ tư là phải sống khổ bằng lấy khổ làm vui. Các bạn có muốn thực hiện 4 điều này để trở thành tiên cá không? Hay là người cá cũng đủ vui rồi? Vì phải mất hơn 10 năm trời rèn luyện bơi lội không ngừng nghỉ, Tuyên mới thức tỉnh và nhận ra 4 điều này là bí kíp để một người bình thường có thể đạt được khả năng của một người cõi tiên. Không còn yếu đuối, bệnh tật là điều hiển nhiên. Tuổi thọ sẽ gia tăng đến bất cứ lúc nào mà bạn muốn. Nhưng liệu bạn có muốn sống mãi trong cái thân xác nặng nề này, hay có thể giải thoát đến tất cả các thế giới khác chỉ trong vòng tích tắc? Làm người cá chỉ sống được 5.000 năm, nhưng với điều kiện môi trường phải trong sạch, thiên nhiên động vật phong phú và nguồn dinh dưỡng dồi dào thì bạn mới giữ được cái thân thể này dài lâu. Nhưng làm tiên cá thì thoải mái hơn, muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, tự do tự tại, khắp thế gian là nhà của mình. Thời gian và không gian sẽ trở thành đầy tớ của bạn. Nhưng muốn làm được điều đó phải hiểu tường tận 4 điều Tuyên nói. Thì ai muốn làm người cá tiên cá gì đó thì cứ liên hệ Tuyên nếu có duyên. Còn bây giờ Tuyên phải đi tập luyện điều thứ tư, đó là khổ hạnh. Nếu Tuyên chỉ cần bỏ 1 tháng tập luyện thôi là khả năng của một tiên cá sẽ mất hết. Tuyên đã bơi từ 12 giờ đêm tới bây giờ nhưng mà vẫn chưa đủ. Bây giờ Tuyên phải tập luyện tiếp. Tạm biệt các bạn nhé. Còn những ai muốn đặt mua đuôi nàng tiên cá thì cứ liên hệ đi. 8 giờ sáng Tuyên mới lên bờ nha. Ok, bye bye.